Ok, hello, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một cái video mới ha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em làm một cái sợi cáp truyền dữ liệu cho cái tay điều khiển của DJI Mavic ha. Đây là một sợi cáp truyền dữ liệu không sạc ha anh em. Cáp này không hề sạc cho điện thoại của chúng ta ha, sẽ không làm hao tổn pin của cái tay điều khiển ha anh em. Rồi ok anh em. Rồi ok anh em, thì ở đây mình có hai cái đầu micro USB tự hàng ha. Hai đầu này thì mình mua ở trên Shopee với giá cũng khá là rẻ anh em, chỉ có vài nghìn thôi. Thì đây là cái đầu micro USB tự hàng. Rồi mình có thêm một cái sợi cáp truyền dữ liệu ha, được cắt từ cái dây chuột bị hỏng nha anh em, dây chuột máy tính bị hỏng ha. Thì sợi dây cáp truyền dữ liệu này nó có 4 lõi ha anh em. Chúng ta phải sử dụng dây có 4 lõi nha thì chúng ta mới làm thành cái cáp truyền dữ liệu được. Rồi mình sẽ tiến hành mình hàng song song hai cái đầu này lại với nhau ha. Thì đầu bên đây hàng sau thì đầu bên kia mình sẽ hàng như vậy ha. Thì trước tiên mình sẽ hàng 3 dây là dây data nè. Đó, dây nguồn và dây mask ha. Rồi cái đầu còn lại mình sẽ hàng tương tự như cái đầu này luôn ha. Chúng ta sẽ làm cái sợi cáp có hai cái đầu song song với nhau ha, hai cái đầu tương đương với nhau ha. Rồi mình cũng sẽ hàng tương tự dây data, rồi dây nguồn và dây mask, dây GND ha. Ok, tiếp theo là mình còn một sợi dây data nữa là sợi dây màu trắng này anh em. Thì trong truyền dữ liệu USB thì chúng ta có hai dây data và hai dây nguồn ha anh em. Thì đây là sợi dây còn lại ha, mình sẽ tiến hành mình hàng cái sợi dây còn lại tương tự như những sợi dây trước ha, mình cũng hàng cho hai đầu luôn ha. Thì chúng ta sẽ có được một cái sợi cáp micro USB hai đầu hoàn chỉnh ha anh em. Đây là sợi cáp hai micro USB hai đầu ha. Nhưng mà như vậy chưa xong đâu nha anh em. Chúng ta cắm vào trong tay điều khiển chúng ta nó sẽ không có nhận đâu. Cái tay điều khiển chúng ta nó sẽ không nhận đâu. Anh em cần phải hàng cái chân ID nữa ha anh em. Đây là chân ID nè, mình đang hàng cái chân ID kế bên cái sợi dây data màu trắng đó anh em. Cái chân này đó nó sẽ biến sợi dây data của chúng ta thành một cái sợi dây cáp OTG ha anh em. Thì việc đơn giản là anh em chỉ hàng cái sợi dây ID này hàng nối chung với mask ha anh em. Chúng ta sẽ hàng sợi dây ID nối chung với mask thì cái đầu rắc này sẽ trở thành cái đầu cáp OTG ha, và cái đầu này sẽ là cái đầu cắm vào cái tay điều khiển của chúng ta ha. Lúc này tay điều khiển chúng ta sẽ trở thành host. Host tức là một cái thiết bị để điều khiển thiết bị khác ha. Đó, và xuất ra nguồn điện 5V ha. Thì chúng ta sẽ hàng cái sợi dây ID này nối vô chung với mask và sử dụng đầu này để cắm vào tay điều khiển nha. Không có cắm ngược lại nha anh em. Cắm ngược lại thì nó sẽ không có hoạt động đâu. Điện thoại nó sẽ sạc ngược lại cho cái tay điều khiển đó. Thì cái đầu này chúng ta sẽ cắm vào trong tay điều khiển ha. Rồi mình sẽ hàng nối cái chân ID vào mask. Chúng ta chỉ cần hàng một đầu này duy nhất thôi nha anh em. Đầu còn lại cắm vào điện thoại thì không cần hàng nha anh em. Chúng ta chỉ cần hàng đầu này để cắm vào trong tay điều khiển thôi. Rồi ok, xong bây giờ mình sẽ tiến hành mình test thử cái sợi dây cáp này của mình xem coi là nó hoạt động không nha anh em. Nó có sạc được cho điện thoại không và nó có kết nối được giữa cái tay điều khiển và điện thoại không hết anh em. Mình sẽ tiến hành bật nguồn và anh em xem. Khi màn hình hiện lên chỉ báo sạc tức là cái cáp này nó đang hoạt động ok nha anh em. Rồi ok anh em, cái màn hình của mình nó đã hiện chỉ báo sạc lên ha. Và đang tiến hành sạc từ cái tay điều khiển vào trong điện thoại như sợi cáp zin của DJI ha anh em. Thì đây đơn giản mình làm như thêm một sợi cáp nữa thôi, cũng không có gì đặc biệt hết. Mình chỉ kiểm tra xem là cái sợi cáp của mình có hoạt động không thôi. Thì anh em xem nè, anh em để trên cái màn hình điện thoại của mình đang hiện cái chữ là aircraft not connected to RC, tức là máy bay không có kết nối với tay điều khiển, tức là tay điều khiển đã kết nối với điện thoại. Sau khi anh em tắt nguồn, anh em sẽ thấy nó chuyển thành sang một cái dòng chữ khác nè, RC not connected to mobile device, tức là tay điều khiển không kết nối với điện thoại. Sau khi chúng ta mở nguồn thì nó chuyển sang là aircraft not connected. Yeah, well, not aircraft not connected to RC ha.
Đó, tức là sợi dây cáp này của chúng ta đã hoạt động ok anh em, và cái điện nó đang sạc từ cái tay điều khiển vào trong điện thoại nha. Rồi anh em xem nè, đây là cái chỉ báo sạc của điện thoại mình nè, có kèm luôn những cái dòng 187mAh hiện đang sạc ha. Đôi khi nó nhảy lên 300 hoặc 500mAh luôn nha anh em, tùy theo điện thoại ha. Thì với cái dòng sạc không có lớn lắm nhưng mà viên pin của tay điều khiển rất là nhỏ, cho nên là nó sẽ rất là nhanh hết cái pin của tay điều khiển nha anh em. Nó chứ không phải là anh em nói dòng có bao nhiêu đây thì biết chừng nào mới hết, nhưng mà thật ra là rất là nhanh hết cái pin của tay điều khiển luôn anh em. Viên pin của tay điều khiển rất là nhỏ nha, chỉ có 2600mAh thôi. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng một cái con điện trở là 330 ohm ha anh em. Điện trở 330 ohm, mình sẽ nối tiếp với cái dây nguồn ha. Mình sẽ tháo cái dây nguồn ra cái chỗ cái đầu jack cắm vào trong cái điện thoại đó anh em, và mình nối tiếp vào một cái con điện trở 330 ohm ha, để xem chuyện gì nó sẽ xảy ra ha. Trong lúc này nè, cái tay điều khiển mình vẫn đang mở nguồn nha anh em, vẫn đang mở nguồn. Rồi bây giờ mình sẽ hàng nối tiếp cái con điện trở 330 ohm này vào dây nguồn ha, vào cái sợi dây nguồn cấp nguồn 5V đó, dây VCC đó anh em. Rồi ok anh em, nó bây giờ mình sẽ thử mở điện thoại lên và xem coi là nó có báo sạc, nó có kết nối được giữa điện thoại và tay điều khiển hay không ha anh em. Ok anh em vừa thấy nè, cái thông báo rất là quen thuộc, báo thông báo kết nối giữa cái tay điều khiển và cái điện thoại ha anh em. Tức nghĩa là hiện tại anh em xem nè, aircraft not connected to RC, tức là điện thoại đang kết nối được với tay điều khiển nha anh em. Điện thoại đang kết nối được với tay điều khiển ha. Tức là sau khi mình đã hàng cái con điện trở này vào á, thì điện thoại và tay điều khiển vẫn kết nối được với nhau ha anh em. Rồi anh em xem nè, không hề có chỉ báo sạc nha anh em, không hề có chỉ báo sạc. Và thực tế là điện thoại hiện không có sạc luôn nha, không được sạc, điện thoại không được sạc. Bây giờ mình sẽ sử dụng đồng hồ VOM để mình đo thử xem cái điện áp đang cấp vào điện thoại là bao nhiêu mà nó không hiện báo sạc trên điện thoại ha anh em. Rồi anh em mình đo thử nè, mình đo thử xem coi cái điện áp nó bao nhiêu nè. 2.89V, tương đương với khoảng 3V ha. Thì điện thoại không hề báo sạc nha anh em. Đây nè, trước con điện trở là 5V và sau điện trở là 2.89V. Với 2.89V chắc chắn là điện thoại chúng ta sẽ không sạc được vì điện áp quá thấp ha anh em. Nhưng mà nó vẫn giao tiếp được, do là điện áp giao tiếp chỉ cần từ 3V cho tới 3.5V là đã giao tiếp được ha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ test thực tế cho anh em xem nè. Đó, sợi cáp mình đã đóng gói lại ok rồi ha. Và anh em xem hình ảnh đã truyền, hình ảnh đang truyền giữa điện thoại và cái tay điều khiển rất là ok ha anh em. Do là ban nãy mình để gimbal sai cho nên nó bị gimbal stuck. Bây giờ mình sẽ tắt và khởi động lại máy bay để nó có kết nối lại bình thường ha, để nó cái gimbal nó hoạt động lại bình thường anh em. Thực tế là mình đã test rồi ha, mình đã để 8 tiếng đồng hồ anh em. 8 tiếng đồng hồ kết nối giữa tay điều khiển và máy và cái điện thoại của mình ha. Thì tay điều khiển và điện thoại, tay điều khiển không hề tốn một miếng, không phải là không tốn pin, mà là tay điều khiển không hề sạc cho cái điện thoại một miếng nào luôn nha anh em. Tay điều khiển không hề sạc điện thoại một miếng nào anh em. Và anh em vẫn điều khiển đó, anh em vẫn điều khiển bình thường nha, không có gặp bất kỳ một cái sự cố nào hết nha anh em. Rồi ok anh em, cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Và đừng quên subscribe nhé. À, có một cái nữa mình muốn nói với anh em là tùy vào điện thoại chúng ta có thể chọn những cái giá trị điện trở khác nhau nha anh em. Của điện thoại mình là mình chọn 330 ohm, nhưng mà có một vài điện thoại nó hơi kém thì anh em phải thay đổi giá trị điện trở ha, phải thay đổi cái giá trị điện trở nha anh em, chứ không phải là điện thoại nào cũng chọn cái giá trị điện trở như điện thoại nào nha. Của mình là 330 ohm, nhưng có thể của anh em là 500 ohm, 600 ohm hoặc là 100 ohm gì đó nha anh em. Đó, anh em phải linh hoạt trong cái việc chọn cái điện trở nối tiếp vô nha, chứ không phải nhất thiết cứng nhắc cứ chọn 330 ohm rồi như mình và nó sẽ không hoạt động ha. Nó không hoạt động đó là do điện thoại nha, còn điện thoại mình thì nó hoạt động đó. Rồi ok anh em, cảm ơn anh em đã xem, chúc anh em thành công.